điện con tại vì thấy con đăng clip á. Rồi cái mới người hỏi Bắc dạ người mẹ ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc. Dạ hồi nãy cậu Năm nói cậu mới nhớ lại là điện cho con hỏi là xin số của cậu Năm dạ. Nhưng mà con nói là con không biết. Nhưng mà con có chỉ là ở chỗ cái đường Suối Vàng vậy đó. Đi vô trên núi Cô Tô đi lên gần đường Quan hỏi người ta từ từ chứ người này không biết thì chắc có thể người kia ta biết. Thì là hiện tại là cái người chị đó hay là cái người con đó là nam hay nữ, hình như là phụ nữ luôn. Nữ nữ. Dạ. Là có tìm tới đây luôn ha. Tìm tới đây luôn. Dạ. Rồi ông đi ra ngoài ông nói là cứ nói là bà cụ bà điên bà có người nhập. Dạ. Thì cái bữa đó là điện cho con nói là hình như là cái người mẹ hay la lối lắm. Ừ, la lối chửi bới dữ lắm. Dạ. Đó, vậy là đúng rồi. Ai cho chú còn nhớ số điện thoại cô đó không? Có ở trong này nhưng mà điện tùm lum hết trơn lại từ lúc mà con đăng á, từ lúc mà con đăng clip con đăng lên là điện một đống luôn. Nhiều người như gọi gọi quá. Rồi đi ra ngoài rồi chị bệnh sao cậu? Cậu kể mình con nghe khúc đó sao cậu? Thì theo như đi ra ngoài nhưng mà như giờ cậu kể ra đừng như thằng cái chuyện như bị là dông binh của quyền hay là dông binh ngoài gì đó hành bá đó thì yeah. Như ông đi ông thấy thì phải cậu phải đi ra ngoài cúng giái sinh ta yeah. Đó. Hay yeah. Hoặc cậu chỉ cho gia đình cúng giái sinh ta yeah. Nhưng mà đối riêng về bà cụ này thì bà không có bị gì nhưng mà bà bị yếm. Bị yếm hả cậu? Khi bà bị yếm thì coi như là ông đi tới cửa nhà đó rồi sáng cậu mới điện lại cậu hỏi cửa nhà quay về hướng đó gì đó phải không? Cô con gái ở Sa Đéc, Đồng Tháp này mới nói dạ phải cậu ơi. Thì đêm hôm ông ra ngoài có làm được chút chuyện đó. Coi như đúng hơn là cái nhà bị yếm. Khi ông đi ra, ông đứng ngoài sân là tự nhiên dưới đất nó có hai cái cây ở dưới đất nó bật lên. Cậu thấy rõ ràng nha. Yeah. Hai cái cây đêm đó dẫn cậu đi ra. Cậu đi ra. Thấy rõ ràng luôn hai cái cây này nè. Một cây nó nhóng lên gì nó đứng lại ha. Rồi bắt đầu cái cây này nó mới lú lên gì nó đứng lại. Rồi nó lú lên gì nữa hai cây nó lú bằng nhau cậu đi lại. Yeah. Cậu lại cậu nhổ hai cây đó vậy cái thôi rồi lúc đó là cậu không thấy gì nữa hết yeah. Là lúc đó ông trả hồn dẫn hồn cậu về xác rồi trở về trong này rồi yeah. Lúc chỉ cần gọi điện thoại cho cậu xong yeah. Rồi và nói chuyện với cậu đại khái xong rồi tối đêm đó cậu sẽ giống như sức hồn sức, ông dẫn hồn ông dẫn cậu đi ra ngoài để làm là công việc để trị bệnh ha bệnh cho người bệnh là lúc đó là cậu Năm lại thấy hai cái cây đó rồi bắt đầu là cậu Năm nhổ lên là tự động là bắt đầu là giống như là hồn về luôn. Nhổ xong là hồn về là nhổ, nhổ hai cây lên rồi là cậu không còn thấy gì nữa. Dạ. Là lúc đó là ông dắt cái hồn cậu trở về trong cái xác trong này. Nếu như mà cái chuyện này á, nếu mà bình thường á, nói bạn nghe bạn không tin luôn. Không tin. Nếu như bình thường nói là không thể nào tin. Bây giờ đúng rồi, luôn. Bây giờ nếu mà cả nhà muốn tin á, thì chắc có thể là nhờ cái người chị ở bên Sa Đéc Đồng Tháp điện đó cho mình. Là thì mình rõ ràng luôn nhưng mà mình không có bữa đó là số con không có nhớ thì nhổ hết rồi xong đầu cả nhà nó đâu biết chỗ đâu đi tìm nó quà cáp nó thì con có chỉ con có chỉ là lên như vậy đó lên đường nó gì tại vì bữa đó con lại quay đầu tiên là con không có để ý là có gì con cũng không hỏi là cái số điện thoại của hành gia con nói cái đường đi lên Suối Vàng gì đó thì hỏi người ta nói chung ra từ hồi ông về đến giờ mà gỡ theo như cậu biết đó bùa bóng có bùa trà bùa gì có bùa miên có bùa thái có đều ông gỡ được hết dạ yeah. tất cả là bùa hay con Năm là ông gỡ hết hả gỡ con Năm vậy là mình chỉ chị là chiên chị cái bùa ngải rồi với cái gì nữa không tà ma binh gia đầu gia binh gia ông bà hoặc là cái người dựa này kia đại khái luôn ha cậu mà không có chị gì không có chị về phần là bệnh lý bên trong là không có chị mà bạn chị về bệnh tim mạch rồi đó thì bệnh nhường cho bác sĩ đi giống như phần tâm linh vậy thôi nha mọi người chứ không phải là chị những cái bệnh kia được nha mọi người cái này mình phải biết rõ về cái phần này mới được nha thì bây giờ câu Năm cho con hỏi là cái người chị Sa Đéc đó là cái người mẹ là ở ngoài Hà Nội đó là mới đây chứ không có lâu đâu đúng không con Năm mới đây khoảng chừng cỡ tính ra cậu tơ là 10 tháng nữa mười bữa mười bữa nửa tháng vậy đó như bữa mùng bốn bữa nay 13 phải mới chín ngày chưa đâu tại vì mới điện cho con nè tức thì luôn bị, mà tại con đi nhớ cái Suối Vàng này không có trên cái địa bàn
Bản đồ làm cái trên là mắt cho em thấy. Chồng y là người Nam. Mà lúc đó cậu Năm, lúc mà cậu Năm dở dở hai cái cây bị yếm lên đó cậu Năm, có thấy chữ gì đó không cậu Năm? Không. Chỉ thấy hai cây thôi. Chỉ là hai cái cây nó lú lên, mà nó lú lên một cái rồi nó đứng trên cây. Đứng trên cây, cái lú cây. Cây kia nó lú lên, cái cây này đứng lại. Dạ. Rồi nó lú lên hai cây bằng nhau, cái cậu đi lại cậu nhổ cây xong. Nhổ cây xong. Dạ. Cậu Năm giống như mình trong mơ mình đi luôn ha. Nó giống vậy là đẹp lắm. Đẹp lắm. Ban đêm cảnh đẹp lắm. Mình không thấy đâu. Dạ đúng rồi đó, cậu mới nói là thôi bây giờ con điện về ngoài bà cụ ngoại đi, ai chăm sóc bà cụ đó. Nói thường thường bà cụ uống rượu vô là bà cụ chữ thôi. Con điện về ngoại cho bà cụ uống vô một ly đi, coi bà cụ làm sao. Cái về ngoại người con chứ uống vô ly thấy em luôn, cho uống ly nữa. Cái bà cụ ngồi hồi cũng không nói gì hết, rồi bà cụ nói thôi tao buồn ngủ quá tao đi ngủ, là em luôn luôn. Là từ từ lúc mà bữa đó là tới bây giờ là cái bà cụ đó còn la còn không con... không còn la, bớt ăn trầu bớt la luôn. Vậy là cái bà chị đó là đem đồ lại là cũng như là lại, trả lễ cho ông biếu ông đền ơn ông vậy đó. Như chơi cây với bánh cái chứ đâu có nhận cái đồ nặng á. Không, cũng không tiền không gì hết, chỉ có là như bánh trái cà hay nhang vậy đó. Vậy thôi, mình bạc thì không có nào nào hết. Mình cúng đại khái bánh trái cây hoặc này kia làm hành tâm lại đây cúng mình trả lại hay đại khái vậy thôi ha. Chứ không có tiền bạc nha mấy bạn. Không có tiền bạc gì hết. Mày cậu Năm cứu người nha. Ví dụ có mình cúng, còn không có không sao thôi cậu Năm. Nếu là không có thì mình lại thắp cho ông cái hương. Chỉ cần tấm lòng mình thành tâm với ông là được rồi. Chứ không có gì hết á. Mà cái lúc mà mình ông chư vị với ông chư thần dẫn cậu Năm đi cậu Năm là mình cảm giác là mình bay hay sao cậu Năm? Coi như vậy là cậu cũng không biết bay hay nữa, nhưng mà tới chỗ thì cậu tới chỗ là cậu thấy ông làm việc gì đó. Dạ dạ. Vậy thôi à. Biết bay không mà tới đó thì thấy thôi. Thấy tới đó là thấy vậy thôi. Không biết đi sao nữa mà tới đó thấy thôi. Chỉ tới đó là thấy vậy. Nói chung như là cậu Năm nghĩ như theo kiểu là ban đêm á ông mấy chư vị mấy ông dẫn đi là chỉ cần ngủ từ nó hiện ra, giống như là hiện ra ngoài đó đi, nói tiền là cậu Năm đã có mặt ở chỗ đó rồi. Nói gì đâu không cũng như mình nằm chiếm bao vậy. Mà sáng có mệt không cậu Năm? Sáng có mệt mỏi không cậu Năm? Không, như cái công chuyện nào mà nó dễ đấy ha thì ông đi một lần một là ông về. Thì cậu đó cậu thứ sáng cũng còn thư thiểu, cậu còn ngủ được. Mà công chuyện nào mà nó hơi khó đó, nhất là ông trị ba cái thiên linh. Thiên linh là gì cậu? Nó là cũng như thể là nó cũng như bùa bóng vậy đó. Cứ ông ra nó chạy, rồi cứ ông cứ như là giống như là ông ra cái là nó trốn. Cứ ông đi kiếm, rồi khi ông đi khoảng cỡ chừng 10 phút 15 phút cái ông trả hồn về. Ông sợ luôn, cái xác đi, cái hồn đi bỏ xác hay gì không biết nữa. Ông trả về khoảng cỡ chừng 15-20 phút nửa tiếng ông dẫn đi nữa. Đó. Rồi cái làm chưa xong cái ông trả về. Mà một đêm ông làm chừng 3 lần là tới hả? Sáng rồi. Dạ. Mình... 3-4 giờ sáng rồi. Dạ. Làm nhiều là sáng chắc mệt phải không ạ? Không, cũng bình thường nha. Bình thường. Không mệt gì chứ. Mình cũng mơ màng màng vậy con. Như là ông dẫn đi nhiều á, đi tới luôn. Ông làm chưa xong con chuyện của ông vậy đó. Cái ông dẫn tới lui 2-3 quận là gần tới sáng rồi. Cái bùa bóng là anh thường những người mà bị bùa đó cần cậu là trong cơ thể người hay là trong nhà, bị trong nhà bùa bóng cậu đã ví dụ như nó yếm trong bùa bóng là mình không thấy. Dạ. Chỉ ông thấy là có người trong nhà vậy là ông lại là ông kháng cự với ông thì ông cũng có đầy đủ vũ khí. Vậy là bùa bóng đó biểu hiện của người ta người bệnh người bị cái bùa bóng đó là nó sao con Năm? Có nghĩa là cũng như bên nó tính hại người đó là nó gửi cái bóng nó qua. Dạ. Đời coi như vậy là người đó đi đâu cái bóng nó theo là thế đó. Là cái biểu hiện của người bệnh đó sao mình biết được không? Coi như vậy đó, cái cô này có chồng 18 năm nha. Dạ. Là coi như vậy không có một nụ cừu một nụ cừ với chồng. Dạ. Mà chồng đi bằng từ thiện ăn cha trường luôn. Dạ. Đi ra ngoài đối xử với anh em rất đàng hoàng. Mà về tới nhà gặp mặt vợ là chữ. Dạ. Chữ có đôi khi chữ tầm bậy luôn. Dạ. Đó thì qua ông coi thấy có gì đâu, chỉ thấy có thằng nhỏ đâu khoảng cỡ 9 tuổi mà cậu nói nó làm như cái cây dao, mà cái dao mình xiếp lại gì nè, rồi không ấy thì mình vươn nó ra vậy đó. Dạ.
mà thằng đó về nhà là có thằng nhỏ nó bật cái dao đó ra nó chim vô hông đó. Chích chứ chích. À. Chim vô hông cái thằng người chồng đó. À chim vô hông người chồng đó. Dạ. Yeah. Cho bà gai đặng mà gặp mặt vợ con chữ. Bực 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 mình ăn chửi ha con. Dạ. Rồi ông cũng không nói gì thì ông đi lại tới thì không nói gì tới người chồng đó, ông đi về ông bóp ngang cái gáy của con nhỏ vậy nè. Dạ. Ông đè xuống, ông đè xuống rồi cái bắt đầu ông lấy cái giò ông gác ngang cái lưng nó. Dạ. Rồi cái bắt đầu mới lấy hai cái tay cái mới gỡ cái tay nó ra, ông lấy cái dao cái ông xiết lại vậy cái ông buông nó ra nữa vậy nó đi. Dạ. Thì thả đi luôn. Thả đi. Dạ. Rồi cái đâu cậu mới điện ba cậu nói đêm hôm ông qua bển ông làm công chuyện được rồi đó. Từ từ chồng con nó im à, đâu khoảng 7 bữa sau cái nhà gì nó có cái gác ở trước rồi nó mặn gác trước á, cái nó lên trên gác nó kêu vợ lên anh ơi, ê em ơi lên đây anh nói chuyện nghe nè, vợ đâu dám lên. Ủa, mười mấy năm mà ủa nó lên nó quánh biết đường đâu mà chạy đó, rồi cái bắt đầu nó mới lên nó năn nỉ, nó nói anh có nghe người ta nói anh có lỗi với em dữ lắm, thôi cho anh xin lỗi rồi. Trời ơi, cái chị kia chỉ khóc một cái 18 năm hết chị. Mới nghe được câu đó, khóc một cái. Vì là cái bù bóng nó khó nhận biết lắm cậu, chỉ con người bứt rứt nóng nảy vậy thôi ha. À, chỉ con người ở trên nhìn mới thấy thôi. Ủa cậu còn bùa mà, bùa gì? Bùa chăm, bùa chàm gì đó là sao con? Cái đó cũng như bùa trà đồ này kia. Bùa trà đúng rồi. Bùa trà với bùa miên đồ khi nó làm ra gắn nè. Làm ra con vật con này con kia vậy đó. Dạ. Đó. Rồi nói lưỡi lam. Cái đó là giống như thư vậy ha, không đông giống như thư. Đó là nó yếm. Ê nó thư. Thư ha. Ừ. Cái đó cậu cũng gỡ được luôn ha. Cái đó chưa. Nào giờ ông chưa có làm nhiệm vụ đó. Vậy là bùa trà chưa ấy hả? À, coi như là cũng như bùa bóng đồ với lại mà thiên linh rồi đó. Dạ. Với hai yếm rồi đó. Bùa lỗ ban đồ là cậu gỡ được không? À, lỗ ban đồ này kia đó thì làm được. Bùa giờ bùa trà là chưa có cái nào hay không? Bùa trà thì nói chung cậu cũng chưa biết, nhưng mà nói chung là cậu năm chưa chưa có mở thư đó.